tạo hình mỹ nhân Sài Gòn của Minh Hằng, Ngọc Trinh. Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng phim Tết 2023, lấy cảm hứng từ Ba Trà và Tư Nhị, hai mỹ nhân Sài Gòn xưa. Ekip tung video đầu tiên trong dự án phim Tết của đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, qua lời tâm sự của nhân vật Ba Trà Minh Hằng đóng. Cuộc đời cặp mỹ nhân Sài Gòn một thời được hé lộ, nhờ đàn chị Ba Trà nâng đỡ, Tư Nhị Ngọc Trinh dần học cách chinh phục người khác giới, từ lối đi đứng, cười nói đến phong thái diện trang phục, khiêu vũ. Video cũng hé lộ bối cảnh, thời trang Sài Gòn thập niên 1920 đến 1930, kịch bản xoáy vào cuộc sống hào nhoáng của hai người đẹp một thời cùng các cuộc tranh quyền đoạt vị. Từ chỗ chị em thân thiết, họ quay sang đối đầu nhau. Nhiều tình tiết trong phim được lấy cảm hứng từ giai thoại về H. Bạch Công Tử với các cuộc ăn chơi nổi tiếng. Tác phẩm đánh dấu lần đầu Minh Hằng, Ngọc Trinh đóng chung, thuộc thể loại chick flick chủ yếu dành cho khán giả nữ, mang không khí tươi sáng, vui nhộn. Nhà sản xuất Win Vũ cho biết nội dung phim tách biệt với chị em Kathy Uyên đạo diễn, một dự án cũng do anh thực hiện năm 2019. Chúng tôi đặt tên chị em 2 để nhấn mạnh ý tưởng làm series điện ảnh xoay quanh các cặp nữ chính và câu chuyện họ đối đầu nhau, Win Vũ nói. Theo giai thoại, nhân vật Ba Trà Trần Ngọc Trà và Tư Nhị Marie An Nhị là hai mỹ nhân sống ở Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Trong cuốn Sài Gòn Tả Ví Lù, học giả Vương Hổng Sển, người sinh sống cùng thời với người đẹp Ba Trà, cho biết từng tiếp chuyện với nhân vật cô Ba Trà, đệ nhất huê khôi ở Nam Kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời từng làm say mê biết bao công tử miền Nam. Họ bao quanh cô, tranh nhau vung tiền qua cửa sổ, bao nhiêu tiền bạc, của cải cha mẹ để lại, các công tử ấy ăn xài, bao gái không tiếc. Ông viết, người đẹp Tư Nhị, mỹ nhân gốc Khmer từng được Ba Trà dìu dắt, dần trở thành đối thủ cạnh tranh của cô. Từ đó, tình bạn của cặp người đẹp rạn nứt khi nhiều người chuyển sang si mê, đeo đuổi Tư Nhị. Minh Hằng sinh năm 1987 ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài vai trò ca sĩ, cô diễn xuất trong gần 20 phim truyền hình và điện ảnh. Hồi tháng 2, Bảy Ngọt Ngào, phim 18 cộng cô đồng sản xuất, đóng vai phụ, đạt hơn 90 tỷ đồng, là phim Việt ăn khách nhất từ đầu năm. Diễn viên tổ chức lễ cưới với doanh nhân Quốc Bảo hôm 18 tháng 6 tại Vũng Tàu. Ngọc Trinh sinh năm 1989, quê Trà Vinh, khởi nghiệp là người mẫu. Năm 2016, cô đóng vai chính trong phim điện ảnh đầu tay Vòng Eo 56 đạo diễn Vũ Ngọc Đảng, lấy cảm hứng từ cuộc đời cô. Năm 2019, cô đóng chính Vua Quy Đại Náo, tác phẩm hài tình cảm có Diệu Nhi, La Thành góp mặt.